tuổi già đừng để trắng tay vì điều này. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, tuổi già an nhàn, thảnh thơi, không lo vướng bận kinh tế là mong ước của tất cả mọi người khi bước vào tuổi xế chiều. Thế nhưng, có người vì những sai lầm cá nhân, thiếu sáng suốt đã tự đẩy mình vào bi kịch. Tuổi già không tiền, không tích lũy, thậm chí là phải gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ, trong khi sức khỏe ốm yếu chẳng còn khả năng lao động. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn của cuộc sống, phụ thuộc cô đơn, đầy phiền muộn. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây nhé! Câu chuyện thứ nhất, cuối đời ôm nợ tiền tỷ vì vay tiền qua app. Gần một tháng qua, gia đình chị Hiền ở Hà Nội như sống trong địa ngục khi liên tục bị các đối tượng cho vay tiền giở trò quấy rối, đòi nợ. Có nằm mơ, chị cũng không thể nghĩ rằng bố mình lại vô tình đẩy cả gia đình vào tình cảnh như thế này. Mẹ chị Hiền mất sớm, một mình bố chị gà trống nuôi con. Đến khi các con trưởng thành, dựng vợ gả chồng, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ ở quê. Đầu năm nay, vì căn nhà đã xuống cấp, ông Hùng, bố chị, muốn sửa chữa lại, nhưng vì biết con cái cũng đang khó khăn về kinh tế do dịch bệnh, không muốn phiền đến chúng, nên ông dùng số tiền ít ỏi dành dụm để sửa nhà. Nhưng khi bắt tay vào sửa chữa, thì số tiền dự trù ấy không đủ. Tình cờ, ông Hùng nhận được cú điện thoại của một người thông báo sẽ cho một đường link để vào vay tiền với cách thức cực kỳ nhanh chóng, giải ngân nhanh trong 5 phút mà không cần thẩm định người thân. Hồ sơ chỉ đơn giản là chứng minh nhân dân hai mặt. Thấy nhanh gọn, lại đang cần tiền, hơn nữa nghĩ số tiền vay cũng có gần chục triệu, tiết kiệm chi tiêu 2-3 tháng là trả hết. Nên ông Hùng đã tải app về và đăng ký. Cứ như vậy, ông Hùng vay 2 app, mỗi app 5 triệu đồng. Tuy nhiên, một tuần sau, ông Hùng bắt đầu phát hiện phía cho vay qua app mập mờ về lãi suất. Khi họ gọi điện yêu cầu ông thanh toán, mỗi app phải trả là 9 triệu đồng. Vào thời điểm này, không có nguồn xoay để trả nợ, nên ông đã bị một số người gọi đe dọa và cho biết nếu không trả đúng hạn, sẽ đến tận nhà chém giết, tung thông tin thất thiệt lên mạng xã hội. Quá lo sợ, ông Hùng chưa biết cách giải quyết như thế nào, thì được họ rỉ tai hướng dẫn vay app khác để trả nợ. Tình hình cứ thế tiếp diễn, để trả nợ cũ, ông buộc phải vay thêm nợ mới, rồi rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Khi vay app chồng app, vay app này thanh toán cho app khác, rồi vay nhiều app để trả cho một app. Để rút cuộc, sau hơn một tháng, phía cho vay xác nhận tổng số tiền đã vay lên đến hơn nửa tỷ đồng. Cả tháng qua, ông Hùng đã phải trải qua những ngày sống không bằng chết khi ngày nào cũng có người gọi để đòi nợ. Chúng còn ghép ảnh của ông và con cháu cùng những tin đồn thất thiệt tung lên mạng xã hội. Nhưng ông Hùng đã quá sợ nên không thể vay app này trả cho app kia được nữa. Bởi càng lún sâu thì lại nợ chồng nợ chất, không biết bao giờ mới trả hết. Muốn giấu con cháu cuối cùng cũng không được, vì không biết phía cho vay đã làm cách nào mà có trong tay cả danh bạ điện thoại của chị Hiền, con gái ông. Khi nhận được điện thoại thông báo số tiền bố mình đang nợ, chị Hiền không tin vào tay mình nữa. Rồi liên tục hàng tháng nay, các đối tượng liên tục gọi điện tra tấn, hù dọa, đòi nợ bằng mọi cách, khiến cho chị không thể tập trung làm ăn, lo cho cuộc sống gia đình được. Bế tắc vì số tiền nợ quá lớn, chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không có đủ để trả nợ. Các con ông cũng không dư giả gì, nên ông Hùng chỉ còn nước rao bán căn nhà ở quê để lấy tiền trả nợ. Giờ đây, khi căn nhà mấy chục năm gắn bó đã sang tên cho chủ mới, ông Hùng không khỏi ngậm ngùi bởi tuổi già từ được an nhàn thảnh thơi, nhưng vì thiếu hiểu biết, ông đã tự biến mình thành người trắng tay. Nghĩ về những ngày tháng trước mắt khi chuyển lên thành phố sống cùng con cái, dù chúng có yêu thương chăm lo cho ông đến thế nào cũng chẳng bằng ở nhà của mình. Nghĩ vậy mà ông trào nước mắt. Quý vị thân mến, tâm lý chung của nhiều bậc làm cha làm mẹ khi về già là không muốn phiền đến con cái, nhất là khi con cái chưa khá giả gì, họ càng không muốn dựa dẫm con về tiền bạc vật chất. Có khó khăn cũng tự mình tìm cách vượt qua.
như trường hợp của ông Hùng trong câu chuyện trên, vì thiếu chưa đến 10 triệu đồng để sửa nhà, nhưng không muốn làm phiền cho con mà ông đã tìm đến app vay tiền qua mạng, để rồi phải gánh một khoản nợ khổng lồ ở vào tuổi xế chiều. Trẻ cậy cha, già cậy con, chẳng phải là về già, cha mẹ trút gánh nặng lên con cái, mà già cậy con ở đây nên được hiểu là khi về già, cha mẹ dựa vào con cái về mặt tinh thần. Có khó khăn gì, hãy chia sẻ với con cái. Cần hỗ trợ gì, cũng thẳng thắn trao đổi với con. Bởi tre già, măng mọc, đôi khi về già, chúng ta sẽ không thể minh mẫn, sáng suốt để quyết định mọi chuyện được. Tham khảo thêm ý kiến của con cái cũng là một cách giúp cha mẹ đưa ra những quyết định chính xác hơn, nhất là với những việc hệ trọng liên quan đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của bản thân. Câu chuyện thứ hai, đầu tư cho con, cha mẹ trắng tay tuổi già. Người Việt cũng như những bậc làm cha làm mẹ trên khắp thế gian này luôn hết lòng chăm sóc, yêu thương con cái mình khi chúng còn nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có một điều khác, đó là ngay cả khi con cái đã khôn lớn, những ông bố, bà mẹ người Việt vẫn tiếp tục đau đáu, lo lắng cho con, sẵn sàng hy sinh cho con hết thảy. Khi con cái còn đi học, dù phải làm việc cực nhọc đến thế nào, dù phải đi mò cua bắt ốc hay thậm chí là đi ăn xin, cha mẹ vẫn cố gắng nuôi con ăn học bằng người. Lớn lên chút nữa, vẫn quan niệm nước mắt chảy xuôi, những người làm cha, làm mẹ lại tiếp tục dồn hết cho con. Trước đây, khi kinh tế còn khó khăn, bố mẹ cố gắng cũng chỉ đủ nuôi con mà không còn giữ gìn lại cho mình. Nhưng nay với điều kiện kinh tế đã dư dả hơn, nhiều người vẫn tiếp tục giữ cách sống này vì họ hy vọng sau này con cái thành đạt sẽ không bao giờ quên ơn cha mẹ. Bà Lan ở Phú Xuyên, Hà Nội, năm nay đã gần 70 tuổi. Mấy năm trước, khi con đường quốc lộ chạy qua xã được hoàn thành, đất đai bỗng dưng tăng giá vùn vụt. Thấy các con vẫn vất vả ngược xuôi, bà không an lòng, bèn bán đất chia cho mỗi đứa một phần. Còn phần đất của mình thì bà bán đi đưa tiền cho con trai cả lấy vốn làm ăn. Bà bảo mình chẳng sống được bao lâu nữa, bây giờ con cái đang tuổi phải làm ăn, lo kinh tế gia đình nên mới cần có vốn. Rồi đằng nào cũng cho chúng nó, thì cứ cho sớm để chúng nó còn chủ động. Bà về ở với con trai cả, vì sau này già yếu cũng ở với nó chứ ở với ai. Chẳng lẽ mình cho nó tất cả, nó lại quay lưng với mình à? Con mình mà mình còn không tin thì tin ai? Bà Lan nói như vậy và hoàn toàn yên tâm với quyết định của mình. Thế nhưng, từ ngày bà dồn hết đất đai, nhà cửa cho con trai cả, lấy vốn làm ăn và về ở cùng với con, thì những người con khác dường như quên hẳn trách nhiệm với mẹ. Chúng thỉnh thoảng qua lại cho có, chứ chẳng hỏi han thăm nom xem bà ốm đau như thế nào, ăn uống sinh hoạt ra sao. Chưa hết tháng 2 năm ngoái, con trai cả của bà Lan do cần thêm tiền mở thêm nhà hàng nên thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng. Thời gian đầu, nhà hàng đắt khách, anh kiếm tiền rất là dễ. Không ngờ dịch bệnh kéo dài, nhà hàng gần như đóng cửa, trong khi vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, số tiền gần 100 triệu đồng một tháng. Tiền vay nợ ngân hàng cứ lãi chồng lãi mà chẳng lấy gì để trả. Ngân hàng liên tục siết nợ, căn nhà bà Lan có nguy cơ ra đường, trong khi những người con khác chỉ chiếc bà đầu tư vào con trai trưởng rồi lỗ thì ráng chịu. Bà Lan nghĩ mà đau lòng. Bố là nông dân, không có cả lương hưu, nên cuộc sống của bà rồi đây sẽ vô cùng khó khăn, chật vật. Nếu như ngày đầu bà giữ lại phần nhà cửa đất đai cho bản thân mình, không để phụ thuộc vào con cái, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Nhiều bậc làm cha làm mẹ, cả đời xây dựng, chắc chiêu, lo cho các con, và đến cuối đời còn chút tài sản cũng muốn chia nốt cho con. Cả đời vì con, nhưng không ít người về già lâm vào cảnh lao đao vì thiếu sáng suốt khi chia tài sản cho các con. Với những người còn hiếu nghĩa, gia đình anh em đoàn kết, yêu thương nhau, thì tài sản cha mẹ để lại chỉ là hương hỏa. Nhưng với không ít gia đình, vì tài sản thừa kế mà tranh chấp, kiện tụng, đánh nhau, khiến cha mẹ phiền muộn. Thậm chí, nhiều cha mẹ lâm vào cảnh trắng tay, không tiền bạc, không nhà cửa,
không biết đi đâu về đâu ở tuổi xế chiều. Câu chuyện thứ ba, tuổi già đơn độc vì sống tệ bạc với vợ con. Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng trong thực tế cuộc sống có những câu chuyện thật chua xót khi cha mẹ đối xử tệ bạc với chính những đứa con do mình sinh ra, để rồi khi về già họ phải đối diện với sự cô độc, không ai chăm sóc, mà con có chăm sóc cũng chỉ là trách nhiệm không hơn không kém, bởi những gì họ gây ra cho con cái đã đeo đẳng ám ảnh chúng suốt cả cuộc đời rồi. Hãy cùng lắng nghe tâm sự dưới đây quý vị nhé. Tôi năm nay 32 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sĩ và đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi không lo lắng gì về sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn có sự muộn phiền về gia đình mình. Khi còn nhỏ, tôi phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi là một kẻ nát rượu. Mỗi khi bước chân về tới nhà, ông lại đánh chửi vợ con, không kể say hay là tỉnh. Sống với người chồng tệ bạc, đã có lúc mẹ muốn bỏ đi thật xa. Nhưng vì các con, mẹ lại nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn roi chửi mắng của chồng. Đã bao lần, mẹ bị bố đánh thâm tím mặt mày, cũng có mấy lần phải đi viện cấp cứu. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, mấy chị em bảo nhau phải biết vâng lời bố mẹ, học thật giỏi, thì bố sẽ thay đổi, sẽ không đánh mẹ và các con nữa. Nhưng dù chị em tôi có cố gắng ngoan và giỏi đến mấy, bố tôi vẫn không bỏ được thói đánh vợ và mắng con. Khi vào đại học, may mắn vì đi học xa nên bắt đầu nếm trải cuộc sống xã hội. Thú thực là tôi thấy ở trường thật an yên, mọi thứ đều bình an. Mỗi lần về quê thăm gia đình là một lần chứng kiến cảnh cãi vã, đánh chửi. Đã có những lần tôi không muốn bước chân về nhà nữa. Ngay cả những dịp nghỉ hè, tôi cũng đều ở lại trường, xin lên phòng thí nghiệm thực tập hoặc kiếm việc làm thêm để kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, thời gian đầu công việc không suôn sẻ, tôi đã phải xin đi làm bưng bê tại một quán cà phê. Tôi còn nhớ, khi đó tôi nhận tin mẹ nhập viện vì bị bố đánh, bị trận đòn khá nặng, tưởng rằng mẹ sẽ không qua khỏi. Nhờ mọi người trong gia đình tác động, nên mẹ đã quyết định xuống ở cùng tôi để đi làm giúp việc gia đình. Ở nhà một mình, không có sự chăm sóc của bàn tay phụ nữ, bố tôi mới thấm thía và xin lỗi để mẹ quay về với ông. Với lòng vị tha và muốn con có đủ bố, đủ mẹ, nên bà đã quay trở về. Với bao quyết tâm, tôi cũng đã xin được học bổng ra nước ngoài du học. Tôi còn nhớ, khi đó nói chuyện với bố về chuyện đi học ở nước ngoài, ông chỉ nghĩ tôi sẽ kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình nên mừng ra mặt. Mà đâu biết rằng du học sinh sẽ gặp bao vất vả khi phải bươn chải ở nơi đất khách quê người. Không ít lần, ông gọi điện chỉ để hỏi xem mày có nhiều tiền gửi về cho bố xây cái nọ, mua cái kia, nhưng phần lớn là để ông uống rượu. Những lần như vậy, tôi rất buồn. Những ngày sống ở nước ngoài, tôi cũng đã gặp được một người luôn che chở bầu bạn và đã yêu anh. Là người học cùng trường, gia đình anh rất gia giáo. Cả bố mẹ đều là giáo viên nên sống rất quy tắc, chỉnh chu. Nhân dịp hai đứa về Việt Nam, nhà anh cũng đã đến nhà tôi chơi và lên kế hoạch làm đám cưới. Tưởng rằng khi sắp có con rể, bố sẽ thay đổi tính nết, yêu thương vợ con để xứng mặt với gia đình thông gia. Thế nhưng khi quay trở lại nước bạn làm việc, tôi lại nghe tin bố say rượu và đánh mẹ tôi tới mức bà phải vào viện cấp cứu. Tôi rất xấu hổ với bạn trai và gia đình anh ấy khi có người bố như vậy, nên tôi không muốn cho nhà trai gặp mặt dạm ngõ nữa và gọi điện về thông báo cho bố mẹ việc này. Nghe thấy vậy, ông đã gọi điện cho tôi xin lỗi và xin tôi tha thứ, hứa sẽ thay đổi. Mẹ tôi cũng vì muốn con cái được yên bề gia thất nên ra sức khuyên tôi bỏ qua và sẽ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Vậy nên cuối cùng, việc dạm ngõ vẫn diễn ra và hai bên gia đình đã đi đến thống nhất rằng dịp cuối năm nay chúng tôi sẽ về để tổ chức đám cưới. Tôi cũng hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp cho đến khi đám cưới. Nhưng mới đây lại là một lần bố tôi say rượu và về đánh đập vợ. Mẹ tôi sợ quá nên trốn về nhà ngoại ở. Nói ra thì bảo bất hiếu, nhưng quả thực giờ tôi chỉ xác định làm tròn chữ nghĩa với bố chứ chẳng còn chút tình cảm nào. Mấy chục năm qua,
Chưa ngày nào mẹ con tôi được sống yên ổn với bố, chỉ toàn là chuỗi ngày đau đớn, tủi nhục trong nước mắt mà thôi. Quý vị thân mến, người đàn ông đối xử tệ bạc với vợ con khi còn trẻ thì có thể sẽ bị bỏ mặc trong những năm tháng về già. Trong cuộc sống hôn nhân, nếu người phụ nữ không thể cảm nhận được tình yêu thương của chồng khi còn trẻ, thì những năm tháng khi đã lớn tuổi, họ khó lòng mà đối tốt với chồng. Tuy rằng, nhiều người vì cái nghĩa mà không bỏ chồng, nhưng họ cũng chẳng mấy để tâm đến chồng mình nữa, bởi chẳng ai muốn chăm sóc một người đã từng mắng nhiếc, bạo lực và thiếu tôn trọng mình. Cũng như vậy, khi cha mẹ đối xử tệ bạc với con cái, cũng sẽ dẫn đến hệ lụy tương tự. Dù con cái có hiếu đến mấy, có chu cấp đầy đủ về vật chất, thì cũng chỉ là cho đúng nghĩa vụ của một người con, chứ chưa chắc họ đã còn tình cảm với cha mẹ. Đấy mới là bi kịch thực sự, là quả đắng cuối đời cha mẹ phải gánh chịu cho những nhân mà họ đã gây ra trong quá khứ. Quý vị thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cho nên rất khó để tìm được một phương thức nào có thể ổn thỏa cho cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của cha mẹ già. Nhưng từ những câu chuyện vừa rồi, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cũng có thể suy ngẫm và rút ra bài học cho riêng mình để có một tuổi già an yên, hạnh phúc cùng con cháu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.